Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 100 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 226, kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5. Tháng 9 năm 1999, Quốc vụ viện công bố quyết định sửa ngày nghỉ kỷ niệm lễ Tết trong cả nước, đêm lễ 1 tháng 5 liệt vào tuần lễ Hoàng Kim thứ ba cùng với lễ Quốc Thánh. Tết Xuân đều được nghỉ 7 ngày. Tới năm 2007, quốc chủ diện sửa đổi luật một lần nữa. Ngày 1 tháng 5 chỉ được nghỉ có 3 ngày, giảm đi 4 ngày. Vậy là còn 5 năm được nghỉ 1 tháng 5 tới 7 ngày. Tất nhiên, ngoại trừ tô sáng ra, bây giờ không có ai biết điều đó. Và kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 của năm 2002 đang tới gần. Các trường đại học trong cả nước luôn tiến vào không khí ngày lễ trước tiên ở Đại học Thượng Hải cũng như vậy. Trên đường tới thư viện, cán bộ của hội sinh viên cầm sữa đậu nành, bánh bao vừa đi vừa ăn, tranh thủ từng giây từng phút. Biểu ngữ áp phích, vẽ tài có, thuê thiết kế chuyên nghiệp có, mang đủ các loại phong cách khác nhau dằn khắp nơi. Các buổi tọa đàm diễn giảng gần như là có thể thấy lên lịch kính mỗi ngày trong kỳ nghỉ. Ở cây cầu, gần lầu hành chính có một khu vực quay bằng thừng màu bắt bạc che mưa bên trên triển lãm ảnh của trường học thường thường thấy cả đám đông đứng xem chỉ chọn bình luận toàn là ảnh miêu tả cuộc sống thường nhật của sinh viên trong trường rất sống động ai ai cũng hào hứng tìm xem có mình ở trong đó không nghe nói đây là một truyền thống của trường thực tế cơ hội được công khai bám đuôi chụp ảnh mỹ nữ mới là một nguyên nhân duy trì cái truyền thống này có điều ảnh mỹ nữ không có chiếm tỷ lệ nhiều lắm không biết giấu đi đâu rồi. Đi xem hết cả một lượt, rất kỹ càng không có ảnh của đường vũ. Tù sáng nhẹ cả người. Y không có thích ảnh của đường vũ treo lên kích thích một đám nam sinh đói khát, đặt ra những cái ý nghĩ không lành mạnh. Vì chính Y cũng đang xem ảnh chụp của hai cô gái mặc váy trắng ngắn củng, tất trắng, đang chơi tennis. Đầu của Y cũng rặt ý nghĩ không có thể tiết lộ ra ngoài. Tô Sáng thấy cuộc sống của mình như cái đồ thị hình xin vậy. Cứ thi thoảng lại có sự kiện nào đó đẩy dút lên. Như là hôm xung đột với Bành Lập Tân, rồi kết thúc việc lý lạc. Đào tử gặp mặt cùng với Lâm Lạc Nhiên đại náo đại học ngoại ngữ vậy. Sau đó mới về trường, cuộc sống rơi vào một khoảng lặng. Đương nhiên, tù Sáng thích cái khoảng lặng này. Trừ mỗi ngày, theo thời khóa biểu chạy qua chạy lại giữa các giảng đường thì còn đi đón đường vũ tan học cùng ăn cơm, tán bộ giữa ánh hoàng hôn trong sân trường, với cái bụng phình căng, hoặc là ngồi trong thư viện lật xem cuốn sách ngắm trời tối dần, hoặc là khi ở trường học bốn phía sáng đèn cùng nhau xem một bộ phim chiếu ở trong trường. Sắp tới ngày nghỉ lễ rồi, Tu sáng xa gần ám chỉ đường vũ nên về biệt thự tuyết hại vật cư nghỉ ngơi. Nha đầu ấy né tránh không có trả lời rõ ràng. Dù sao thì Tu sáng cũng đã xác định cùng với tuyên bố dứt khoát là kỳ nghỉ này sẽ không có trở về Dung Thành. Lần này trở về mà không có dẫn đường vũ về cho mẹ xem mắt thì phiền toái to. Lý do của Tô Sáng rất đầy đủ, y là lớp trưởng phải ở lại tổ chức hoạt động của lớp. Hoạt động lễ 1 tháng 5 của lớp số 4 là hoạt động tự do. Nói một cách đơn giản, ai thích đi đâu thì đi. Không có ai quản cả, thế mà cái tên lớp trưởng lừa nhất lịch sử Đại học Thượng Hải được tung hô như thánh sống, tô dĩ nhất cũng không có tiện nói gì. Lâm Lạc Nhiên nói cô về Bắc Kinh, dù sao ở Bắc Kinh không biết có bao nhiêu bạn bè đang đợi cô, trong đó Tuấn Nam Mỹ nữ dù số, giọng rất là giống Hồ Ly Tinh, dụ dỗ trai nhà lành. Này, cô muốn đi cùng với tôi không? Để tôi chính thức giới thiệu cho bọn họ, tôi hay kể với họ về cậu lắm đấy cuối cùng chả có ai nhớ cả lần này đưa cậu về cho họ tận mục sở thị luôn nói không chừng là gặp diễm ngộ đó rất nhiều thiên kim tiểu thư ở đây thoáng lắm nha tô sáng từ chối thẳng thừng miễn đi theo bạn về chỉ e thành cái vấn đề lớn thôi nếu bị họ hiểu lầm không phải là trò đùa đâu lâm lạc nhiên cười khúc khích dù sao cũng đã bị hiểu lầm một lần rồi còn gì nữa tôi không có kể cho đường vũ biết là được rồi Lâm lạc nhiên là thế đấy Như là nữ hiệp Thoải mái mà dứt khoát Đó là cú điện thoại cuối cùng Tô Sáng nhận được của Lâm Lạc Nhiên khi ở Thượng Hải. Sau đó cô nàng bay thẳng tới thủ đô Mỹ Lệ. Tô Sáng cũng biết mình không có bao giờ quên được dấu ấn của Lâm Lạc Nhiên trong đời mình. Cô gái này giống như một ngọn lửa có thể khơi lên cảm xúc mãnh liệt trong đời của mọi người. Lâm Lạc Nhiên rời Thượng Hải rồi, Tô Sáng cũng đột nhiên thấy ngày ngày nhìn ngắm mây hồng hoàng hôn, vốn là đỏ rực, đột nhiên phai màu đi rất nhiều. Nhưng mà tô sáng không cô đơn. Khi hoàng hôn tắt dần, tô sáng đứng dựa lưng vào tường, dòng người tan học tràn ra. Đường vũ ôm sách trước ngực, thông thả bước xuống. Bên cạnh là ba cô bạn gái cùng phòng, thi thoảng bọn họ cũng có tiết học trùng nhau. Gần đây đường vũ gầy đi một chút, học tập vất vả lại còn tham gia hoạt động của hội sinh viên mỗi ngày chỉ biết tới nhà ăn dùng phiếu lấy cơm chẳng có giống cô gái khác mua đồ ăn giặt về phòng cũng chẳng có biết thi thoảng khao thưởng mình một bữa nữa tô sáng nhìn mà đau lòng liền đề nghị nè hôm nay chúng ta đi ăn cái bữa gì đó thật ngon đi đường vũ chưa có gật đầu ba cô bạn gái cùng phòng đã reo hò cuối cùng cũng đã có cơ hội kéo tô sáng một bữa rồi trong trường hợp này đường vũ chỉ có thể gật đầu Tô sáng nghỉ một lúc gọi điện cho Trương Tiểu Kiều vì mỗi một mình hắn có di động. Kết quả Lý Hàn chưa có về, không biết đã đi đâu. Hắn thì không có thích đi, còn một mình tiêu hút cũng ngại cho nên từ chối nốt. Rốt cuộc chỉ có một mình tô sáng và bốn mỹ nữ đi tới một nhà hàng Hàn Quốc ở bên ngoài cổng trường. Chính là nhà hàng tô sáng đã từng ăn cùng với Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ. Không ngờ rằng trước kỳ nghỉ, ai cũng có suy nghĩ muốn liên quan với bạn bè một bữa. Nhà hàng rất đông, vị trí đẹp ở gần cửa sổ không còn nữa. Không sao, dù gì mục đích tới đây chỉ là muốn đường vũ ăn một bữa ngon thôi. Bốn mỹ nữ tụ tập vào một chỗ, tất nhiên thành tâm điểm của nhà hàng. Trong đó có một anh chàng tay đặt lên đùi bạn gái nõn nà của mình, vừa thao thao bất tuyệt kể về lai lịch các cái món ăn thể hiện kiến thức quyền bác nhưng mắt thì cứ đảo qua đường vũ khiến cho cô bạn ấy giận dỗi này một tiếng cảnh này đã bị đường vũ nhìn thấy hết môi mím lại nén cười cảm thấy là thú vị lắm không có để ý nhiều tô sáng thì hung tợn trừng mắt lên với tên kia chỉ tiếc một cái khuôn mặt quỳ định sẵn không có sức quỳ hiếp nào đôi mắt cũng không có dớt lại được là bao dưới ánh sáng nhu hòa khuôn mặt của đường vũ càng rực rỡ quần áo rất là bình thường là đồng phục ưa thích của cô khi mà đi học. Giản dị tự nhiên, quần jean xanh, áo thun trắng cọc tai, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản làm nổi bật chiếc cổ trắng cao thanh thoát. Từ trên mình nhìn xuống, trang trê vẻ đẹp thanh xuân thoát tục như là một đóa sen trắng thoát tục. Tô sáng hối hận lắm, sao mà suốt ngày cứ cùng với đường vũ ăn ở cái nhà ăn tồi tàn trong trường kia. Phải nên tới cái chỗ có không khí lãng mạn thế này chứ tiền kiếm cả đống như vậy để làm gì? Trong mắt người không hiểu, tu sáng y như một tên keo kiệt. Ngay cả mời bạn gái đi ăn cũng chẳng có nổi mấy lần. Chẳng trách tới giờ vẫn có nhiều người nhìn y với ánh mắt không ngừa. Vì sao mà đường vũ lại thích một cái tên như thế chứ? Không trách tu sáng được, đó chính là hành vi quán tính. Tô Sáng chưa có quen mình có nhiều tiền như vậy, kiếm tiền đã khó rồi, biết tiêu tiền đúng cách không phải là đơn giản sinh lòng ái nái, thế là tô sáng gọi một đống thức ăn, muốn bù đắp toàn bộ thiếu sót. Ba cô bạn kia cũng không biết cái gì gọi là khách khí, gọi là thịt bò đắt tiền nhất, thịt ba chỉ cùng với các loại rau ăn kèm bày kính cả một bàn. Quyển 5, chương 227, bữa cơm khó khăn. Thịt đã được nướng vàng cháy cạnh, tỏa ra cái hương thơm ngào ngạt. Đây là thời điểm cuối cùng thích hợp ăn thịt nướng trước khi mùa hè tới. Tô sáng gấp một miếng thịt ba chỉ, ăn theo kiểu hạ hải, chẳng có cần rau cũng chẳng cần chấm, thổi phù phù mấy cái cho vào trong miệng nhai. Tuyệt vời, cái phần mỡ đã chảy hết khi mà nướng lên, không hề thấy ngấy, không khô, thịt thơm, cái độ dài vừa đủ, làm thêm một hớp bia lạnh. Tô sáng cảm thấy, theo đuổi hưởng thụ vật chất thế này cũng là tới cùng. Đường Vũ cẩn thận lấy ra một cái lá sát lách, gấp tỏi, kim chi ở trên giá nướng cho vào. Sau đó mới gấp thịt, thêm một ít rau thơm, cuộn tròn lại, chấm nước chấm, không ăn mà đưa cho tô sáng. Ăn cả rau vào chứ, không có nên ăn mỗi thịt thôi, không tốt đâu. Thật sự là mặt nghiêm túc. Cái giọng điệu mệnh lệnh đó làm cho Tô Sáng có kích động muốn đánh đích cái nhà đầu này. Không nhận lấy mà lại há mồm ra. a à, Đường vũ trong nháy mắt mặt đỏ bừng, đút nhanh miếng thịt vào một của tô sáng rồi quay đi, tự nướng tự ăn, không có thèm để ý tới tô sáng nữa. Cái bàn này cho sáu người ăn, tô sáng và đường vũ ngồi một bên, ba cô gái ngồi phía đối diện. Tô sáng nuốt miếng thịt xong, biết vợ mình da mặt mỏng mà, vừa rồi quả thật không có nên làm thế, dùng đũa chỉ cái giá nướng, cười khang nói lãng đi. Mọi người cứ ăn đi, không cần phải khách khí đồng đồng hít trình thông thông sau đó mới chớp chớp mắt dùng giọng mũi trẻ như em bé cực kỳ khoa trương há mồm ra môi dẫu lên như mỏ dịch a à, ngoan ngoan chỉ cho mà trình thông thông rất là phối hợp cho miếng thịt vào miệng của đồng đồng không ngờ trình thông thông ác mồm như thế đồng đồng chưa có kịp nhai đã không có nhịn được vì cười mới dội đưa tay ôm miệng giữ cái miếng thịt không phun ra trình thông thông ôm lấy đồng đồng cười nắc nẻ. Đám con trai xung quanh được cơ hội nhìn ngắm mỹ nhân công khai, nhất là hai cái cô gái vừa cười rút rít làm bầu ngực rung rinh theo, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân đã bắt đầu phát nhiệt rồi. Nguyễn Tư Âu nhìn đường vũ mặt cúi gầm xuống như muốn giấu mặt giữa ngực. Tô sáng vừa đỏ mặt lúng túng, cổ lắm mới nhịn được cười biết tính của đường vũ trình thông thông và đồng đồng thấy đủ là dừng nhưng mà thi thoảng mồi vẫn nhếch lên mặt nhăn nhó rõ ràng đang nhịn cười vất giả lắm tô sáng uống bia còn bốn cô gái uống rượu gạo hàn quốc tên là margery nghe nói cái loại rượu này lâu đời nhất của hàn quốc chỉ có 7 độ thôi vị nhẹ như sữa kết hợp của chua chát và ngọt tô sáng uống thử một ngụm sau đó mới gọi bia uống giới y rượu này chỉ hợp với nữ nhân thôi. Tha uống bia còn hay hơn. Phải mất một lúc sự ngượng ngập trên bàn mới tan đi. Câu chuyện quay trở lại chủ đề kỳ nghỉ một tháng năm. Trình thông thông đau đầu thang. Mình sẽ đi nghỉ cùng với Nhậm Dĩ Danh nhưng mà chưa có quyết định đi nghỉ ở Bali hay là Phuket nữa. Mọi người tư vấn cái địa điểm nào tốt hơn đi. Kết quả mấy cô gái ngạc nhiên đồng đồng thân với trình thông thông hơn cả hỏi thẳng thông thông chẳng lẽ cậu định nghiêm túc với nhậm dĩ danh rồi phát cái phiếu ăn dài hạn luôn sao trình thông thông tỏ vẻ rất là không hài lòng nói chỉ mới đang khảo sát thôi hai nhà giám sát để muốn cho bọn này qua lại cho nên đành phải tiếp tục cũng là cơ hội tốt để mà tranh thủ ít lợi ích chứ đi với ai không quan trọng bằng đi đâu thế rồi kéo mấy cô bạn cực kỳ bất tình nguyện thảo luận các cái địa danh du lịch nổi tiếng làm gì có ai có điều kiện như trình thông thông mà biết mấy cái thứ xa vời đó đường vũ có thì lại không có sở thích này mãi mới lãng ngăn được cái cơn nhiệt tình của trình thông thông tu sáng hỏi còn hai bạn thế nào mình á về nhà thôi không có kế hoạch gì đặc biệt cả nguyễn tư âu mỉm cười đáp Đồng đồng thì giơ hai ngón tay lên đắc ý trả lời. Mình liên hệ được với một nhóm nhà có con năm nay thi vào đại học sẽ tăng cái buổi dạy kèm vào kỳ nghỉ, tiền được trả gấp đôi đó. Trình thông thông cười hì hì đưa tay ra bóp ngực của đồng đồng. Lúc đó ăn mặc kính đáo một chút nhà, nếu không thân hình ma quỷ này dọa hại người ta đó, còn thi cử gì được nữa chứ? Nguyễn Tư Âu quát khẽ lên một tiếng, hai nha đầu này ở trong phòng đùa nghịch nhau thế nào cũng được đi nhưng đây là cái nơi công cộng hơn nữa tù sáng ngồi ngay trước mắt không có thấy mắt của đường vũ lạnh đi mấy phần rồi sao tù sáng rất lịch sự quay đầu đi lòng tiếc núi không thôi đồng đồng mặc áo thun rộng cổ hơi cúi xuống là thấp thoáng thấy cái mép trên bầu ngực căng tròn mịn màng vừa rồi trình thông thông không có bóp bên ngoài mà cho tay vào cổ áo mà bóp Nhà đầu đồng đồng, không có dễ gì là quảng hốt, rõ ràng rất là quen thuộc khi bị tấn công thế này rồi. Chỉ tưởng tượng bốn cô gái đóng cửa mát xa cho nhau, tô sáng cảm thấy mũi nóng nóng, quẹt mũi một cái, may mà không có gì. Một đứa con trai ở cùng với một đám con gái thì ở vào thế yếu tuyệt đối rồi, tô sáng có nhiều kinh nghiệm đau thương. Đoán chừng mấy cô gái này uống hơi nhiều rượu rồi thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng có dừng giọng của đồng đồng vang lên bên cạnh tù sáng đường vũ ngồi bên cạnh mà mắt của cậu nhìn đi đâu vậy tù sáng hơi ngơ ngác lúc này mới để ý ngồi trên chết trước mặt là một cô gái mặc áo hai dây màu đen dây áo ngực đương nhiên không có gì che chắn lộ ra ngoài bờ vai trắng hồng có một vết hằn mờ đoán chừng không có chịu nổi trọng lượng của hai quả cầu trước ngực Cô gái đó bị tiếng gọi của đồng đồng chú ý Nhưng mà lại còn hãy mắt mỉm cười gì Hôm nay ngài gì mà su sẻo thế này chứ Tô sáng cười ngượng ngập với cô gái Rồi quay đầu lại Đối diện với bốn cặp mắt nhìn mình chầm chầm Như đang đợi lời giải thích Tô sáng lúng túng không biết phải nói thế nào đây Trình thông thông biểu môi khinh bỉ Cái đám con trai các cậu đúng là cái đám ngốc dễ sỏ mũi mà Cho cậu biết Cô ta độn đấy, không phải là hàng thật đâu. Cách tốt nhất để phân biệt á là nhìn từ bên cạnh, chứ không phải là phía đối diện. Cậu sẽ thấy ngay tỷ lệ chiều cao, bề rộng là không có hợp lý. Tất nhiên, có một số loại áo lót sử dụng cung kim loại, thế nhưng cái loại này càng dễ lộ đó. Thông thông Cả đường Vũ và Nguyễn Tư Âu cùng rồng thanh quát lên, cắt ngang cái bài giáo dục phổ cập của Trình Thông Thông. Ờ, giật cả mình hả? À? Trình thông thông một tay ôm ngực chẳng vừa quát lại. Kêu cái gì mà thế chứ? Đồng đồng thì thầm bên tay của Trình thông thông vài câu. Sau đó hai cô gái lại cười ngặt ngẽo. Trình thông thông nhìn đường vũ rồi lại nhìn tu sáng với vẻ tương hại. Dù không có nghe được đồng đồng nói cái gì, song tu sáng đâu có ngốc, dễ dàng đoán ra. Trình thông thông và đồng đồng là hàng thật, còn Nguyễn Tư Âu và đường vũ là độn thôi. Mất suýt soát một tiếng đồng hồ, tô sáng gian nàng vượt qua cái bữa cơm này đưa bốn cô gái uống kha khá rượu về đến tận ký túc xá mới thở phào quyết định lần sau có đi ăn cơm chung sẽ không có cho mấy cô gái này uống rượu nữa quá nguy hiểm đi phòng 602 vẫn là trung tâm hoạt động thanh niên sự sôi động không bao giờ thiếu thi thoảng bị liên lụy từ đại lão cao tầng nơi này trừ tô sáng từ chối phích còn có trương tiểu kiều ông Trương và ông Tiền gần đây lại bắt đầu buồn chán, đấu đá với nhau rồi. Bọn họ trừ tranh danh đoạt lợi ở các khoa, so kè địa vị và sức ảnh hưởng trong giới học thuật, thì hạng ngạch cho đời hai ra nước ngoài du học là chiến trường trọng yếu. Cùng với kinh tế phát triển, chính sách cởi mở, phong trào cho con em đi nước ngoài du học đang rộ lên trong cả nước. Mặc dù chi phí bình quân mỗi năm là 400 ngàn, với gia đình bình thường còn gấp mấy lần thu nhập. Nhưng mà giới nhà của Trương Tiểu Kiều không thành vấn đề. Vấn đề là phải làm sao có được cái hạng ngạch ít ỏi kia. Quyển 5, chương 228, tình yêu của Lý Hàn Trong phòng 602 có sẵn một cái bia, tiền cả phòng chung nhau bỏ ra giấu dưới gầm giường của Trương Tiểu Kiều. Chỉ để trong phòng uống với nhau thôi, hắn là một nhân vật mà đám hay sang phòng xin nước còn kiên nể ít nhiều tô sáng không có uống bia hôm nay y uống hai chai rồi thế là cũng vừa đủ ngồi tán gẫu chia sẻ lịch trình một tháng năm trương tiểu kiều nói đơn giản về nhà rồi theo cha của tôi đi các loại tiệc tùng chúc rượu các vị lãnh đạo hắn là một người gia cảnh tốt nhất phòng nhưng mà cuộc sống lại chẳng có hạnh phúc tỷ lệ thuận theo tiêu hút bày ra trên bàn một đống tờ rơi trình bày kế hoạch của mình tôi cũng không có về quê tất cả đã được lên lịch cẩn thận rồi đi tham quan tháp đông phương minh châu có thể ngắm cảnh toàn thượng hải cộng chi phí đi lại nước giải khát dạng uống tối đa mất 50 đồng tới công viên tân thế kỷ vé chỉ có 10 đồng thôi mà được xem diễn âm nhạc quốc tế rồi nếu không thì tới đại học dương phổ tham gia du lịch sinh thái tự túc đều là hoạt động không có tốn kém nhiều mà vui vẻ không có kém gì ai hết nói về tìm kiếm niềm vui trong số tiền hạn chế thì tiêu hút là số 1. Tù sáng đã nói ở lại trường lâu rồi cho nên không có ai hỏi tới y. Hỏi làm gì cho ghen tỷ chứ vì chắc chắn đường vũ cũng ở lại trường luôn. Mọi người chia sẻ lịch trình của mình chỉ có Lý Hàn ngồi uống bia. Rất ít nói, không có giống mọi khi. Có vẻ cố tình lờ chủ đề này đi. Lão nhị, sao mà còn chưa lên kế hoạch? Tô sáng điệu nghệ tung hạt lạc lên không ngửa đầu ra hứng lấy à chưa có biết làm gì sao lý hàn cười khen thế nhưng không có qua mắt được trương tiểu kiều nhìn lý hàn một lượt hỏi lão nhị thật sao cậu có ý với cô bé lớp ba mười chín hả cái gì tu sáng và tiêu hút bị tin này làm chấn động lý hàn đã có đối tượng sao lớp ba mười chín cũng có vài môn học chung giảng đường cùng với lớp số 4 bọn họ. Tin tức này làm cho cả phòng nổ tung. Tô Sáng còn tưởng lãng thích đồng đồng, té ra không phải rồi, liền cầm đầu tra tấn. Lý Hàng phải khai báo, cái tên này cao lớn dạm dở, không chỉ là quỹ viên thể dục trong lớp, vận động viên cấp 2 quốc gia, là một nhân vật ôm hết các giải thưởng ở cuộc thi thể thao trong lớp. Có thể nói khí quyết phương cường bình thường đối diện như một nữ sinh ăn nói ra dáng lắm nhưng mà lần này co dồi lại biểu hiện rất là bất lực cô gái có tên là trần giai qua khô của lớp ba chín lý hàn chỉ biết đến thế thôi gần đây hắn hay trốn học tới quán cà phê nổi tiếng trong trường cũng vì lý do này ăn hại quá mức đi chưa biết chút nào về người ta đã định tấn công rồi thế này thất bại chín mươi phần trăm tu sáng móc điện thoại ra Gian phòng dán giấy hồng, treo rất nhiều quả báo hình của các nam minh tinh nổi tiếng, thậm chí còn có tấm hình của Tù Sáng, nhưng không có phải ở tường gần giường của Đường Vũ mà là giường của Nguyễn Tư Âu. Đường Vũ nghe điện thoại một lúc rồi mới gọi Trình Thông Thông. "Thông Thông, Tu Sáng tìm này." "Tu Sáng tìm mình sao?" Trình Thông Thông đang sự móng chân, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhờ Nguyễn Tư Âu chuyển dùm điện thoại. Cậu có số của tôi Sao mà lại gọi cho đường vũ Không cần sợ dở đến vậy chứ Cô gái này còn say rượu tù sáng không chấp Thông thông bạn có biết trần Giai Của lớp 39 không Cậu gọi điện thoại cho một cô gái Tìm một cô gái khác Để hỏi về một cô gái khác nữa Cậu có ý thức được mình đang làm cái gì không vậy Tù sáng bóp tráng Không ngờ hậu quả của bữa tối Kéo dài cho tới tận bây giờ Vì Lý hàn cho nên hết sức kiên nhẫn trình bày nguyên do. Cuối cùng cúp điện thoại trong ánh mắt trong đời của Lý Hàn. Cậu hết sức may mắn nha, Trần Giai ở ký túc xá số 15, theo trình thông thông thì rất điềm đạm, ít nói, tiếng tâm tốt, chưa có bạn trai, đây là thời cơ nên ra tay đó, nếu không tôi sẽ e là có người khác có toàn tính giống như cậu chờ đợi thời cơ này. Thế là mọi người cùng chung tay quyết định gì Lý Hàn thiết lập kế hoạch tán tỉnh hoành tráng cho mối tình đầu trong trường của hắn. Tù sáng vô tình nhớ đến anh chàng tỏ tình với Lâm Lạc Nhiên, lên tiếng phủ quyết ý kiến của Tiêu Húc và Trương Tiểu Kiều. Không qua không nến gì hết là người chinh phục được nữ thần Đường Vũ. Đương nhiên trong cái chuyện này, tiếng nói của Tô sáng có quyền quy nhất. Quán cà phê quen thuộc ở trong trường Đại học Thượng Hải, toàn bộ quán dựng bằng trúc, bàn ghế cũng làm bằng trúc, nằm bên cạnh khu rừng trúc mang phong cách rất là đặc biệt. 10 giờ sáng mới mở cửa, bằng giờ này đáng lẽ chưa có khách, nhưng mà hôm nay có mấy bàn đã bị chiếm, không khí quỷ dị. Cô phục vụ cảm tưởng là mấy cái bàn kia đang nhìn chầm chầm vào cái bàn gần cửa sổ. Ở đó có một nam một nữ. Nữ là Trần Giai được Trình Thông Thông hẹn ra đây. Sau đó kiếm cớ của điện thoại đi mất. Đây là cái thủ đoạn cũ rích cho nên Trần Giai lập tức hiểu ra chuyện gì. Mái tóc rất dài, thẳng mặt, không có kiểu cách gì, ngũ quan xinh xắn, da trắng mịn như trẻ con, mắt trong veo như nước, ăn mặc thì đơn giản. Một cái quần đen bó người, chiếc áo thun trắng, mang tới cảm giác hiền diệu, đẹp cổ điển. Cả hai im lặng cho tới 3 phút rồi, đám tù sáng làm nhiệm vụ hộ giá xung quanh nhìn mà sốt ruột. Chỉ lo là cô gái nói một câu xin lỗi mình có việc rồi đi mất trần giai ngập ngừng định nói tôi là lý hàn xin chào tôi tôi rất muốn làm bạn với bạn tiêu hút tốn mấy tiếng viết ra một bài diễn văn tỏ tình lê thê toàn là lời có cánh thôi còn bảo lý hàn á diễn luyện mấy lần ai ngờ câu đầu tiên lý hàn lại nói thế còn nói rõ to đến cho đám tù sáng cũng giật nảy mình đừng nói tới trần giai hiển nhiên Lý Hàn cũng nhận ra sai lầm của mình, bối rối nói, xin lỗi, mình, mình lần đầu. Câu này lại càng buồn cười, đáng lẽ đây là câu của một cô gái nói mới đúng chứ, hơn nữa còn nói vào ban đêm chứ không phải là ban ngày. Thế mà do cái thằng con trai cao lớn lừng lửng dùng cái bộ mặt nhăn nhó ngượng nghịu nói ra, làm cho người ta không có nhịn nổi cười. Khóe miệng của Trần Giai co giật, suýt nữa đã phì cười rồi. Vừa rồi cô chỉ định lên tiếng Điều hòa bầu không khí lúng túng của bọn họ thôi Ai ngờ Lý Hàn phản kích kịch liệt như thế Nhưng mà cảm nhận được cô cô gái rất tốt Cảm thấy Lý Hàn chân thành, thật tình Vì người con trai mồm mép liến thoáng Xuất hiện bên cạnh cô đã quá nhiều rồi Vì thế mỉm cười nhẹ nhàng nói Chào bạn Mình cũng đã nghe nói tới bạn từ lâu rồi Phòng 602 rất nổi tiếng đó Mình rất tốt Cầu thứ ba của Lý Hàn làm cho Tô Sáng đang uống cà phê chết sặc. Dội ho để mà che giấu tiếng cười. Cái tên to xác này đang làm cái quái gì thế? Chào hàng chắc. Trần Giai lần này thì nhịn cười khó khăn hơn lần trước. Tâm tư của nữ nhân bao giờ cũng nhạy bén hơn. Nhận ra chính cái đám bạn bên cạnh của Lý Hàn đang làm cho anh chàng tội nghiệp này quá căng thẳng rồi. mỉm cười đề nghị. Mình đã uống xong rồi hay là chúng ta đi dạo một chút đi? Sau đó, hai người tản bộ vòng qua rừng trúc, tới nơi mọi người không có nhìn thấy. Tiêu hút rất là sốt ruột, không quyên tâm về Lý Hàn Muốn theo xem, nhưng mà tô sáng túm cổ áo kéo lại. Nói là bây giờ xem tạo quá của Lý Hàn đi, chúng ta không có đi theo làm bóng đèn nữa. Buổi tối trở về, Lý Hàn mua bia, đậu phộng, đồ ăn giặt, chất đóng trên bàn. Chàng trai gian tay thường ngày khá tiết kiệm, hôm nay làm chủ sĩ Thường thì mọi người mua bia, đồ nhắm do Tô Sáng và Trương Tiểu Kiều luôn phiên bỏ tiền. Hôm nay nhìn cái đống đồ ăn trên bàn e không có dưới 200 đồng. Là một phần tư phí sinh hoạt tháng của Lý Hàng rồi. Không hề có tình tiết máu chó nào cả. Tình cảm giữa Lý Hàng và Trần Giai đã có khởi đầu nhẹ nhàng, êm thấm. Mọi người nâng chai chúc mừng Lý Hàng vào cái thời đại mỹ hảo. Lý Hàng vừa uống bia vừa cảm ơn mọi người quyển năm chương 229 tấm thiếp màu vàng tô sáng tới gian phòng báo cáo tình hình lớp học với Tu dị nhất giữa đường về phòng thì nhận được điện thoại của cha ai kể cho con cái chuyện đó biết ngay là mẹ của con mà thật là không có biết giữ mồm vậy tô lý thành nói thế nhưng mà giọng đắc ý lắm bành lập tân đúng là lấy cái gạt tàn ném cha nhưng mà không biết nhìn lại bản thân là cái thứ gì đã bị cha cho một đấm học máu mũi ngoan ngoãn ngay. Cuộc họp hội đồng quản trị xuyên Nam ngày hôm đó vốn là cục diện 7 trên 6, không ngờ kiến nghị của Tô Lý Thành vì có thêm hai phiếu từ tập đoàn Nam Ninh cho nên được thông qua. Bành Lập Tân và đổ Đình tức thì trú mắt. Khi đó chắc chắn không một ai dự liệu được tập đoàn Nam Ninh lại trở giáo, ngầm kết minh với đại dung. Không ai chấp nhận kết cục quan đường này nhưng mà thường thường đó chính là bản chất trao đổi lợi ích thực sự. Cái gì cũng có một giá trị, không phải là cán cân không thể lệch đi, mà giá trị đặt vào chưa đủ thôi. Kỳ thực hồi tưởng lại, tu sáng rất là bội phục nhân vật như là đào tử, có thể nhanh chóng bỏ qua khúc mắt đôi bên, thuần túy lấy quan điểm được mất nhìn vấn đề, bình tĩnh có tầm nhìn đại cục. Ở một số điểm, tu sáng không có bằng hắn, nhưng mà tô sáng cũng không có muốn học theo hắn khi đó tô sáng mới ném tài liệu ra chỉ mang tác dụng dẫn dắt không có thể nắm chắc diễn biến sau đó nếu lâm lạc nhiên lo lắng như vậy bên trên dương hệ có ý hòa giải y không có thể không theo nhưng tô sáng không muốn làm quân cờ y muốn chơi theo cách của mình y đã tỏ thái độ vừa đủ tiếp theo thế nào là hành động của đào tử giao thiệp trong nhà ra sao và phương diện của đại dung tiếp xúc mặt cả trả giá, Tô Sáng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng sức ảnh hưởng của Đào Tử trong Đào Gia làm cho Tô Sáng giật mình. Tập đoàn Nam Ninh lựa chọn kết minh nhanh gọn, rõ ràng Đào Tử có tác dụng thúc đẩy không nhỏ. Kết cục này chắc chắn phấn chấn lòng người, sau khi mà kết quả ở hội đồng quản trị đưa ra, Tô Lý Thành yêu cầu Bành Lập Tân lập tức bàn giao công việc của mình làm cho ông ta nổi giận. Không ngờ cầm gạt tàn thuốc lá trước mặt ném Tô Lý Thành. Kết quả không có ném trúng, xông lên đánh nhau, nói cha con của bọn họ nhắm vào mình. Bành lập tân, ăn chơi hưởng lạc quen rồi, làm sao là đối thủ của Tô Lý Thành. Nếu không có người bên cạnh can ngăn, thì không có đơn giản chỉ là bị đánh dập bả mía. Chuyện nhỏ đó không có đáng nhắc tới. Bây giờ, quỹ ban giám sát chứng khoán nhận được yêu cầu của Xuyên Nam tiến vào điều tra. Bành Lập Tân và Đỗ Đình với những cái dấu hiệu phạm tội kinh tế rõ ràng đã bị cơ quan công an đưa đi điều tra. Một số cao tầng khác nghe nói cũng đang trong tầm ngắm chạy khắp nơi để mà lo liệu. Sự kiện này tập đoàn hàng không không có phong tỏa tin tức như là mọi khi mà còn tổ chức họp báo công khai kết quả. Ngày Bành Lập Tân và Đỗ Đình được công an mời đi hợp tác điều tra mấy cuộc đình công phản đối quy mô nhỏ trước đó trong tập đoàn đã lắng xuống. Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì đổ đình. Ông ta là một người sống kính tiếng, bàn tán trái chiều. Ngược lại, bành lập tân thì toàn là tiếng chửi bới, không chỉ ngang ngược bá đạo. Chuyện ông ta ỷ quyền thế trong tài dở trò bị ổ nhân viên nữ cũng đã rầm ràng, đồn thổi từ lâu. Ngay cả thành viên trong cùng phe cánh, không ai đứng ra bên giật. Đương nhiên, lo giữ ghế còn chưa xong mà. Xem ra cái tên đồn trước đó đều là thật, anh chàng tù sáng đó nổi giận vì hồng nhang kéo trưởng phòng bành xuống ngựa rồi. Sao thế? Tiểu gì? Chẳng phải là trước đó cô cười mỉa nói đây chỉ là một lời đồn thổi vô căn cứ sao? Thì ai mà ngờ được chứ, cái tên hoàng khố đó đáng sợ thật đấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bành lập tân không phải là thứ tử tế gì, đáng đời lão ta chứ. Tôi sớm nghe nhiều chuyện dơ giấy của ông ta rồi Nhiều chị em chỉ dám nuốt giận trong lòng thôi Lần trước tổ bay 4527 ồn ào chẳng phải là gì chuyện này sao Một tên phó cơ trưởng ý quan hệ thân thích với Bành Lập Tân Tối mò giao phòng của tiếp viên Cô ấy không có chịu chiều hắn đuổi đi Kết quả không có được bay nữa Điều xuống hậu cần Rồi sau đó nhận lấy hai tháng lương rồi tự chức Lần này Bành Lập Tân ngã ngựa rồi đúng là làm cho người ta khoan khoái. Mọi người nói xem tu sáng bao nhiêu tuổi rồi, chắc là chưa có đến 30 đâu, có đẹp trai không? Trên không trung, cao mấy ngàn phút, cảnh máy bay in logo của hàng không xuyên nam lướt trên biển mây. Mấy cô tiếp viên hàng không tụ tập một chỗ, tiến quanh yến liễu lo. Thấy có hành khách tới dùng gian vệ sinh, liền ngừng nói chuyện, hành khách đi rồi lại hưng phấn tiếp tục cái đề tài. Sự kiện chấn động toàn tập đoàn này cái tên Bành Lập Tân được nhắc tới nhiều nhất. Nhắc tới ông ta thì không có thể không nhắc tới tù Sáng. Hỏi bao nhiêu tuổi làm gì chứ? Không phải là cô nghĩ mình có cơ hội tiếp xúc với con trai của ông chủ đấy chứ? Một cô gái triều. Cô gái kia đưa tay chống bên hồng, chân đi tất lụa, gợi cảm, bước theo kiểu người mẫu. Cũng chưa có biết chừng đâu, tôi đảm bảo nếu anh ta trên máy bay này, tôi chỉ cần đi qua trước mặt của anh ta hai lần là có được số điện thoại rồi. Cả đám cố áp chế tiếng cười, không nhất định họ sẽ làm thế, đó chỉ là đề tài vui đùa của các cô gái. Nam tử phụ trách an toàn, mặc đồng phục trắng, ánh mắt tàn thường nói, cuộc sống của những người như vậy không có giống với chúng ta đâu. Cô gái gật đầu nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ ao ước. Ngô Thi Nhuế rót cà phê cho khách xong, quay trở về, nghe tiếng bàn luận trong khoan nghỉ, khẽ nở nụ cười được huấn luyện tiêu chuẩn nhưng mà lại phát ra tự đáy lòng. Tù sáng trở về tới phòng liền thấy một cái thiếp mời phủ lớp sơn hoàng kim. Ba người Lý Hàn chờ tới sốt ruột rồi, bọn họ đưa ngay thiếp cho tù sáng, thúc giục y mở ra xem rốt cuộc là cái gì. Lòng của họ như có mèo cào, người đưa thiếp tới chính là một học tỷ không quá xinh đẹp nhưng rất có nét năm thứ ba khoa số học, phó trưởng ban tuyên truyền của hội sinh viên, nghe nói kiến thức khiến cho không ít nam sinh phải cúi mình bái phục. Hôm nay, cô gái xuất hiện trong cái đám nam sinh khiến cho người ta mắc tỏa sáng đó lại tới phòng bọn họ rồi, còn chuyên môn nhờ đưa cho tô sáng một tấm thiệp mời. Giống lúc đầu còn định đích thân trao cho tô sáng, còn có rất nhiều lời muốn nói với y. Ngồi ở bàn học của tô sáng một lúc, đoán chừng không có chịu nổi ánh mắt hào háo của bà tên sói đói cho nên học tỷ đó cuối cùng nhờ giao thiếp cho tù sáng rồi mới rời phòng 602 khiến cho ba cái thằng con trai vô cùng tiếc nuối cả ba tên không khỏi hiếu kỳ suy đoán cái tấm thiếp này tới từ đâu chẳng lẽ là của phiết nhưng mà trương tiểu kiều khẳng định chưa có bao giờ nghe nói tới phiết sử dụng cách thức này tóm lại suy đoán không dứt cho nên tô sáng vừa về là bảo y bóc ra xem cả đám cùng châu đầu nhìn nửa ngày trời không hiểu nó là cái gì là thiếp mời tham gia buổi tọa đàm và nghi thức thành lập viện nghiên cứu tài chính đại học thượng hải rất chính thức còn có con dấu của trường con dấu trường trong hệ thống hành chính nội bộ có ý nghĩa không hề nhỏ có con dấu của khoa thôi là đã có thể tung hoành ngang dọc rồi mượn sách từ thư viện đi đêm về trễ nghỉ học, trốn tiết, thậm chí có một số đặc quyền. Ngoài ra còn có một con dấu của các câu lạc bộ, đoàn thể ở trong trường khá có hiệu lực. Nhưng mà con dấu của trường thì sinh viên bình thường đoán chừng 4 năm đại học chỉ hai lần được tiếp xúc. Đó là ở giấy báo nhập học hệ chính quy và cái bằng tốt nghiệp, ngoài ra không có thể lấy. Con dấu này có hiệu lực tối cao trong trường. Hiện đưa tới cho tô sáng với tấm thiếp mời thành lập viện nghiên cứu tài chính tới ngày cả trương tiểu kiều biết nhiều hiểu rộng cũng không có lý giải được dứt khoát là không nhầm bên trên có tên của tô sáng lại có người tới tận nơi mời mà hay là người giết thiệp mời nhầm rồi sau đó dẫn tới sai lầm hàng loạt ví dụ như mấy cái tháng trước mấy lãnh đạo của trường mình á, tổ chức phái đoàn bái phỏng lãnh đạo của thành phố giết nhầm thị trưởng chu thành hiệu trưởng chu biến thành trò cười đó trong mắt của mọi người rõ ràng lúc đầu người giết thiếp nhầm lẫn dẫn tới khi mà chuyển thiếp cho hội sinh viên đi mời mới tạo thành cái chuyện này thậm chí còn nói đùa quá nữa là có người trùng tên với tô sáng buổi tối phòng 602 trở nên náo nhiệt đám dương đồng kiến trở về nghe nói tới cái chuyện này còn tranh thủ khoe khoang Nhầm lần này là cái chắc rồi đó, các cậu không có ở trong hội sinh viên, nên không biết, nhiều khi điên lắm. Ba bốn cái danh sách gửi tới cùng một lúc, loạn hết cả đầu. Hớn hở mới đề nghị Tô Sáng. Cậu cứ dứt khoát đi đi, biết đâu có chỗ ngồi, xếp cạnh hiệu trưởng, lúc đó tha hồ mà vui luôn. Tô Sáng chỉ cười, đặt thiếp lên bàn. Mặc dù không có hiểu lắm ngọn nguồn, có điều hôm sau Tô Sáng dẫn đi tới địa chỉ ghi trên thiếp mời. Chuyện thành lập viện nghiên cứu tài chính với sinh viên bình thường mà nói, chẳng qua là một sự kiện mang tính chính sách của trường mà thôi. Thuộc về kiểu công tác mà mỗi tháng lại dằn băng rôn đỏ chào mừng cái hội nghị gì đó, không hề khiến cho sinh viên bình thường chú ý. Cái diện nghiên cứu tài chính này tập hợp lực lượng cự của các khoa kinh tế, quản lý, số học, máy vi tính, đặt vào cùng một mô hình quản lý trong nền tảng mới. Đồng thời, đây cũng là một lần hợp tác mang tính đột phá giữa trường học và cơ cấu chính phủ, còn có cả ban ngành tương quan của quốc gia hỗ trợ. Đới Tường Lòng Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc làm viện trưởng danh dự, có thể thấy được ý nghĩa trọng đại. Ngoài ra còn có Phó Thị trưởng Thường vụ Hà Hải làm Phó viện trưởng danh dự. Các cơ cấu chính phủ cũng tranh nhau để được lộ diện ở trong cơ cấu nghiên cứu tài chính trọng yếu này. Dù sao chưa có kể tới giác vàng vào lý lịch, tương lai nơi này sẽ cung cấp vô số nhân tài tài chính cho thành phố của Thượng Hải, coi trọng là tất nhiên. Cho nên hiệu trưởng, bí thư đảng ủy trường cùng với một số lãnh đạo khoa đều là có mặt đông đủ. Trước cửa diện nghiên cứu, người xe nườm nượp toàn là nhân vật ăn mặc sang trọng. Thể nên tù sáng, ăn mặc tương đối chính quy quần âu áo sơ mi cho vào trong quần đàng hoàng thắt lưng đầy đủ trong vẫn không quan nhập với khung cảnh lắm tù sáng sao tù sáng đang ngờ ngáo đi trong dòng người có một người gọi quay lại thấy lục xuyên minh phó viện trưởng học viện kinh tế quyển năm chương 230 tấm thiếp màu vàng lục xuyên minh đi cùng với một nhóm người bên cạnh là hai trợ lý một nam một nữ Tu sáng không có lạ gì ông ta cả đó là một nhân vật thuộc cấp diệt tuyệt sư thái nghe nói mỗi khi mà tới cuối kỳ là ông ta lại chỉ thị mỗi môn học tỷ lệ hợp cách là bao nhiêu tỷ lệ ưu tú là bao nhiêu khiến dù số sinh viên không hợp cách hoặc tích điểm không có đủ cao cực kỳ muốn bóp cổ ông ta diện trưởng lục tu sáng đứng lại chào hỏi hôm nay không có tiếc hay sao mà chạy tới đây vậy Lục Xuyên Minh hơi nhíu mày. Tuy mới chỉ gặp Tô Sáng có một lần, nhưng ông ta đã nhớ mặt rồi. Có điều ấn tượng không phải là tốt. Nói ra cũng dài lắm, để em vào trước, không có đứng đây lại cản trở mọi người. Ở cửa giao thiếp mời xong, Tô Sáng đi vào hội trường. Lục Xuyên Minh ngạc nhiên. Tại sao em ấy lại có thiếp mời? Thiếp mời hôm nay rất là hạn chế, chỉ có khoa diện có liên quan mới có hạn ngạch, sinh viên năm đầu tuyệt đối không thể có tư cách. Ngay cả giáo viên chỉ đạo của Tô Sáng là Tô Dĩ Nhất còn không có được mời. Em cũng không biết. Tô Sáng lắc đầu, chính y cũng muốn biết đáp án. Lục Xuyên Minh rất bận, không có rảnh cùng Tô Sáng tán gẫu nhưng mà hai trợ lý và mấy giáo viên khoa thấy một sinh viên có thể tham gia vào trường hợp này đều rất ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, có người tới bắt tay trò chuyện cùng với Lục Xuyên Minh kéo sự chủ ý sang cái hướng khác tu sáng định tùy tiện kiếm một chỗ ngồi rồi mới tính sao thì có nam tử chừng 30 tuổi mặc vét đàng hoàng đi tới nói xin mời theo tôi những nhân vật lớn ở hội trường không phải là ít cho nên không khí nghiêm túc tu sáng không chỉ giống một thanh niên hội sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động đi theo nam tử kia tới một nơi đông người vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác. Y thấy một người mà mình tuyệt đối không có muốn thấy. Đó là chim quá. Chim quá mỉm cười nói chuyện với người xung quanh. Hiển nhiên, cho dù ở trường hợp nào, ông ta cũng là một nhân vật trung tâm. Đầu óc của tù sáng bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao nhất. Chim quá muốn làm cái gì? Gửi cho mình cái thiếp này sao? Với sự nhạy bén của ông ta, chắc là biết mình có liên quan tới sóng gió, việc trọng tổ tập đoàn hàng không kia nam tử vẫn tù sáng thi thầm nói bên tai của chim quá dài câu năm nay 41 tuổi cao chừng một m bảy đôi mắt tàn thương trầm lắng khuôn mặt đầy sức hút nam tính dốc dáng gọn gàng rắn rỏi không hề có dấu hiệu tuổi tác nam nhân bước vào tuổi trung niên chim quá không hổ là một nhân vật được bầu chọn có sức hút nhất đối với nữ giới trong nhiều năm liền của tạp chí tài chính thượng hải vượt mặt nhiều minh tinh Đương nhiên sức hút đó có phần từ cái khối tài sản của ông ta, song ngoại hình ưa nhìn của ông ta không thể không nhắc tới. Nhìn thấy tô sáng, chim quá liền mỉm cười, nhưng là nụ cười làm cho tô sáng thấy lạnh sông lưng. Dãy tài gọi y tới hàng ghế đầu, ra hiệu cho tô sáng ngồi xuống bên cạnh mình. Tô sáng đánh liều đi tới ngồi xuống, mới đầu cố gắng không có để lộ sự hồi hộp ra ngoài nhưng biết rằng với ánh mắt của những người chim quá, che giấu là vô ích thôi. Khi mà giám đốc ngân hàng Trung Quốc đứng trên bục giảng phát biểu, mọi người vỗ tay đột nhiên chim quá nói, tôi sắp thành giáo sư của Đại học Thượng Hải rồi, có lẽ còn là giáo viên của cậu đó. tu Sáng hơi ngạc nhiên, vẫn vỗ tay mỉm cười, là giáo sư danh dự sao? Chim quá không phải là người trong biên chế, tất nhiên không có thể làm giáo viên thật sự rồi, dựa vào việc thành lập diện nghiên cứu tài chính đóng góp ít tiền kiếm lấy chức danh giáo sư danh dự là bình thường thôi vị giám đốc ngân hàng phát biểu xong lại tới vị phó thị trưởng thường trực những cái bài phát biểu kiểu này một chữ đáng nghe cũng không có nhưng mà xung quanh toàn là nhân vật công lực cao thâm miệng mỉm cười mắt chăm chú đầu gật gù quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường cũng may vị phó thị trưởng này phát biểu không lâu Tu sáng vừa ngáp một cái đầu tiên cũng là lúc phát biểu kết thúc. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài làm nghi thức cắt băng. Bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng mà nhiệt độ chưa tới mức nóng bức. Bóng cây la đà, bãi cỏ xanh mướt làm cho người ta dễ chịu hẳn. Tu sáng vẫn ở bên cạnh chim quá, chẳng hề che giấu ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ta. Có điều ương ngạnh không có lên tiếng trước. Chim quá lấy diêm chăm điếu xì gà liếc nhìn con đường nhỏ tiếp theo không còn gì hay nữa rồi tôi chưa có ăn cơm trưa quán hàng nào ở trong trường của cậu ngon dẫn đường đi địch bất động ta cũng bất động nhưng mà tu sáng biết mình không có thể bị cuốn vào tiết tấu của ông ta nghĩ một lúc mới nói khu nam có mì dằn thắng không tệ để tôi mời khách tu sáng dẫn chim quá đi theo con đường rợp bóng cây tới khu nam dọc đường gặp vài nữ sinh trẻ trung xinh đẹp tuy không phải nhất định là váy trắng tung bay nhưng mà bản thân tuổi trẻ là cái thứ trang sức tuyệt vời nhất rồi chim quá gật gù tán thưởng thi thoảng gặp cô gái đặc biệt xinh đẹp cũng ngoái đầu nhìn theo làm cho tô sáng lẩm bẩm chửi rủa thầm trong lòng đi tới một cái quán ăn đơn giản ở bên hè đường bàn nhựa ghế nhựa gọi hai cái bát mì dằn thắng chim quá đổ non nửa cái lò ớt một tay gấp mì ăn một tay vẫn cầm điếu xì gà, mặc áo vét, nhìn là biết đắt tiền ngay, giày da bóng loáng, làm cho chủ quán bê cái bát mì lên, cứ nhìn với ánh mắt cổ quái. Bữa ăn cứ dậy lặng lẽ diễn ra, không có ai nói gì cả. Trên nhau 20 tuổi, nhưng mà sức ăn của chim quá rất tốt. Tu sáng đặt đũa xuống, ông ta cũng đã ăn xong cái bát mì vàng thắng. Tu sáng không khỏi khâm phục, trước kia y không có sức ăn như thế. Tô Sáng dùng khăn giấy lau mồm nói Trường học mà Chỉ có thế thôi sao Không có sơn hào hải vị gì cả Cũng không phải là tệ Thi thoảng ăn một bữa có lợi cho tiêu quá Chim quá cười Hai người tiếp tục đi bộ Cuối cùng cũng vào một cái chủ đề chính Hôm đó cậu cũng có mặt Ở quán ba sao Tô Sáng thầm nhủ tới rồi thừa nhận Đúng Vậy chủ tịch chim hẳn cũng đã biết Ông ta quấy rối bạn của tôi không phải là tôi cố tình gây sự. Cái tên ngu xuẩn đó, sai lầm lớn của tôi đó. Chim quá nheo mắt lại, tại sao mà cậu nắm được những cái số liệu đó? Đại Dung vốn chú ý tới sơ hở tài vụ của Xuyên Nam lâu rồi. Chỉ cần có tài liệu tương ứng cùng với định hướng, chủ tịch Chim hẳn cũng đã biết tôi có thể phân tích ra những thứ không quá khó khăn. Tô sáng tất nhiên không có dạy gì lôi bùi Phượng Sơn ra, không có gì nghĩa khí mà còn là một quân bài bí mật của y. Y vốn không có nhiều ưu thế khi mà đối đầu với chim quá. Quân bài này càng phải giữ gìn cẩn thận. Vậy cậu có biết con số cậu suy đoán ra nếu đem dùng sẽ gây ra cho tôi tổn thất gì không? Xuyên Nam rút tài chính khỏi thế kỷ và hãng đường làm cho đầu tư khác nghe phong phanh là cố ý rút lui theo. Ánh mắt của chim quá dần trở nên bén nhọn. Nhưng mà từ góc độ của tôi, tôi làm thế là đúng tôi không cần biết với tôi lỗ và lỗ đó cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tìm tới cậu bất tri bất giác sau lưng bọn họ có một chiếc cadillac màu đen đi theo lặng lẽ như một bóng ma tô sáng quay đầu nhìn lại lái xe đeo kính râm không có rõ diện mạo nhưng rõ ràng gây áp lực vô hình cho tô sáng tô sáng càng bị uy hiếp càng cứng rắn nếu như ông muốn tôi có câu trả lời cho sự kiện đó thì tôi chỉ có thể xin lỗi thôi. Tôi không cần cậu phải xin lỗi. chim quá chỉnh lại cổ áo, chiếc xe đi tới trước mặt. Bằng tuổi cậu tôi còn đang khiên đá trên quan mạc Tây Bắc. Còn cậu bây giờ hẳn có thể mua được cả một con phố thương nghiệp ngoài trường rồi. Cậu có thể nói là một kỳ tài. Tôi rất tò mò cậu có khoản tiền lớn như thế có sự nghiệp người khác phấn đấu cả một đời không có vì sao mà cam lòng làm một sinh viên bình thường có nhìn thấy vẻ mặt của những người hôm nay nhìn thấy cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên không nếu ông muốn mang tới phiền toái cho cuộc sống của tôi thì ông làm được rồi đấy tù sáng nghĩ tới ánh mắt của lục xương minh và một số lãnh đạo chủ chốt nhìn mình thầm thở dài đấy chưa phải là phiền toái trong khái niệm của tôi còn xa lắm nó mới có thể gọi là phiền toái chim quá rít một hơi xì gà, mắt nhắm hưởng thụ một chút. Trường học và nữ sinh là cái thứ mỹ hảo giống xì gà và rượu, là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Khi mà ngồi bên tôi trong hội trường, hơi thở của cậu ngắn mà gấp, nhưng mà khi đi trong trường lại điều mà nhẹ, thì ra cậu khát vọng cuộc sống bình lặng, buồn cười này. Đây là một cái góc nhỏ yên tĩnh trong tâm hồn của cậu đây là nơi cậu có thể lặng lẽ dạch ra những kế hoạch lớn của mình. Cho nên, cố ý ẩn giấu tất cả thân phận. Còn mẹ nó, kỳ tài đều là bọn biến thái. Tôi công bố cái tên đồng sáng lập Facebook cho một số giới truyền thông quan tâm. Tô sáng, kỳ nghỉ nhàn nhã ung dung của cậu, cuộc đời đại học mỹ hảo của cậu cũng đã kết thúc rồi. Chim quá, bước lên xe, đóng cửa lại, không chào tạm biệt. Chiếc Cadillac phóng dút đi, còn tô sáng đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu sau tô sáng ngẩng đầu lên thở dài trong lòng trào ra rất nhiều thứ năm 1998 tô sáng nói với một cô gái sẽ thành anh hùng cái thế hứa với cô gái khác đưa cô ấy tới thế giới mới năm 1999 tạm biệt những người bạn của mình hẹn hò lên mạng cùng thi đấu game năm 2000 cùng chàng thanh niên chơi rick bốn tiếng trong một gian phòng kỹ túc xá không biết trời cao đất dày tuyên bố bọn họ muốn thay đổi thế giới còn có rất nhiều người xung quanh cùng y tiến bước trong cuộc sống tù sáng không có gì nhiều khác bọn họ nhưng bây giờ y khó tránh khỏi phải bước trước một bước rồi lý hàn và trần giai tiến triển thành tóc dính nhau như keo cả hai mỗi người cầm lấy một chai nước ngọt ngồi xuống ghế đá của trường xem cái tờ tạp chí mới mua. Lý Hàn vừa xem một trang đã bật cười, trần dài quay sang hỏi, có chuyện gì thế? Lý Hàn chỉ cho cô gái xem cái bài báo mới đọc, không có ý thức được điều gì, quan đường lắc đầu. Thời buổi này sao mà lắm người trùng tên quá vậy? Trình Thông Thông cũng hớt hơ hớt hải, cầm một tờ báo chạy về phòng. Nguyễn Tư Âu ngẩng đầu lên. Thông Thông Sao mà chạy tới, không có để ý giữ gìn hình tượng thuộc nữ vậy, có phải đến tháng quên băng vệ sinh không? Được, đường vũ đâu rồi? Trình Thông Thông không có để ý tới Nguyễn Tư Âu hỏi, đồng đồng ở giường bên thò đầu ra, dọn đồ đi với Tù Sáng rồi, có chuyện gì vậy? À đúng, Tư Âu, cậu là có cái câu lạc bộ hâm mộ dớ dẫn gì đó, có biết Tù Sáng cao trung đi du học ở trường nào không? Là học sinh trao đổi trường Exeter. Sao thế? Cái trường đó sập rồi hả? Nổi tiếng thế mà cũng sập sao? Nguyễn Từ Âu hơi khó chịu vì bị gọi là câu lạc bộ dớ dẫn, cầm tờ báo trình thông thông. Trên này nói, người đồng sáng lập Facebook là một qua Kiều, cùng với mắt cái gì đó năm 2000 sáng lập ra Facebook ở trường Exeter. Trình Thông Thông sốt ruột lật cái tờ báo cho Nguyễn Tư Âu xem. Đấy, còn ghi nè, tên người đó chính là tu sáng. Quyển 6, chương 1, kỳ nghỉ náo động và yên bình. Tô sáng ở trong phòng thu dọn xong đồ đạc, ba lô khoác dài, chứa đầy đủ quần áo thay trong vài ngày, đeo ba lô lên dài, theo cầu thang xuống lầu. Đã thấy đường vũ sách cái ba lô hồng xuất hiện ở đầu kia hàng cây. Nhìn thấy tu sáng, khóe miệng của cô cong lên, thanh nụ cười động lòng người. tu sáng tới trước mặt của đường vũ nhận lấy hành lý trong tay của cô đường vũ hỏi chuẩn bị đầy đủ chưa đó tù sáng vũ vũ cái ba lô phòng căn y đã qua cái thời tất thối dứt lung tung giày dép để tùy tiện quần xịp cả tuần không có thèm thai thường mà nói nam nhân thay đổi những cái thói xấu này nhất định là vì một cô gái làm cho người đó khắc cốt ghi tâm tù sáng tất nhiên là cực kỳ trân trọng sự kiện lần đầu tiên sống cùng này tất cả chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ, giống như một chàng thiếu niên lần đầu tiên du xuân, có một chút hồi hộp ngốc nghếch. Ngày mai, kỳ nghỉ lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng mà hôm nay, tô sáng về đường vũ đều chỉ có tiết buổi sáng, cho nên ăn cơm trưa xong, liền đã chuẩn bị hành lý. Bắt tàu điện, chỉ mất có 35 phút là tới nơi. Tiểu khu nhà của đường vũ rất rộng, có một khoảng rừng trúc và thảm cỏ dày. Ngoài tiểu khu không xa có một siêu thị gia nhạc phúc có một khu thương nghiệp tập trung không ít thương hiệu có tiếng đi trên cô đường lát thoảng cái cảm giác mát mẻ hơn nhiều đường vũ hơi sợ nóng cho nên mỗi lần đi dưới bóng cây râm mát tâm tình của cô đặc biệt khoan khoái biệt thự đã lâu không có người ở nhưng mà người ở trong công ty quản lý phụ trách chăm sóc nghe nói mỗi tháng tốn đến 3 ngàn hơn nữa ông đường cũng thi thoảng tới vài ngày cho nên tu sáng về đường vũ không phải dọn dẹp gì đem hành lý cất vào trong phòng sau đó mới thay bộ quần áo thường ngày sau đó ra siêu thị gần nhà mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối chỉ đi hơn có 10 phút là siêu thị đã ở trước mặt rồi tu sáng bước nhanh vào đứng trước điều hòa sau đó gian tay hít sau một hơi không khí lạnh đường vũ nhíu mày nói đừng có làm thế dễ cảm lạnh đó nha đầu này quản lắm chuyện thật nhưng tô sáng có cách ứng phó thè lưỡi ra lưu một cái sau đó cứ việc ta làm đường vũ phút chốc hai con mắt mở lớn lông mày mềm mại như lá liễu nhướng lên biểu lộ của sự bất mãn của mình nhưng mà trong lòng vừa bực vừa buồn cười trẻ con lên ba chắc còn lại lè lưỡi trêu mình nữa kéo tay của tô sáng đi vào bên trong vắng khách lại là buổi chiều người bán hàng mắt vô thần lờ đờ nhìn về phía trước tay chống càm ngủ gà ngủ gật đến khi mà nghe thấy giọng của đường vũ liền ngồi thẳng dậy tiếp đó nhìn thấy đường vũ nhảy mắt liền trở nên tỉnh táo đường vũ mặc cái quần ngố bó áo hai dây dải mềm làm cho bầu ngực hiện lên sống động đi dép lê tóc đuôi ngựa bay bay hết sức quạt bát tươi trẻ đừng nói là hắn ngay cả tù sáng lúc nãy nhìn thấy cách ăn mặc của đường vũ thiếu chút nữa giữ cô lại để mà làm chút chuyện gì đó rồi. Hai người bọn họ đi thẳng tới quầy thực phẩm. Tô sáng lấy trứng gà, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, tiện mồm nói. Em hơi gầy đấy, phải tăng cân một chút chứ. Đường vũ đang đi chợt đứng lại, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh. Anh chê ngực của em nhỏ chứ gì. Tô sáng mới há hốc mồm nói nhanh. Thề luôn, anh không hề có ý đó làm sao mà nha đầu này đột nhiên mẫn cảm vậy chứ vừa rồi tu sáng thật sự không có nghĩ gì cả đường vũ hừ lên một tiếng không có thèm nghe y giải thích bước nhanh đi tu sáng cười khổ không thôi hôm nay còn tưởng có một kỳ nghỉ lãng mạn không ngờ mới đầu không có thuận lợi rồi đại học bưu điện nằm ở bên mé nam đỉnh núi rìa của thành phố ở nơi này có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn và mọc đẹp nhất mỗi ngày khung cảnh như là một bức tranh sơn dầu, phối hợp hoàn hảo cảnh xa gần, cùng với ráng chiều đỏ rực từ ở dưới núi lan dần cho tới cuối thành phố xa xa. Đây là trường đại học được người dân xung quanh gọi là đại học núi. Lưu Duệ học ở đó, ngày ngày lên núi xuống núi, cuộc sống cũng phong phú đa sắc màu. Từ ký túc xá cao nhất gần đỉnh núi tới nhà ăn trung tâm ở lưng núi mất 15 phút. Lưu Duệ sống như là những sinh viên bình thường khác, thi thoảng cũng ra quán bên đường cùng gia nem trong phòng uống bia, ăn lót giả. Cũng thường thấy nữ sinh say rượu ngồi sớm ngoài quán bar đột nhiên khóc rống lên. Hoặc là cuối tuần có rất nhiều chiếc xe đắt tiền tới trường đón những cô gái đáng chú ý nhất đi. Để lại cái đám người cùng nhau ghen tị, chửi rủa cuộc sống ngày càng suy đồi, xã hội bất công, nữ sinh càng ngày càng chỉ biết tới vật chất hắn dẫn lái chiếc xe máy second hand mà học trưởng năm thứ tư để rẻ cho. Xe nổ hơi to một chút, phun khói hơi khét một chút, song vẫn chưa có bãi công. Được cái là máy khỏe, quan trọng nữa đi đường núi không phải sót như mấy cái xe đắt tiền. Lưu Duệ khởi động xe trong ánh mắt chăm chú của đám nữ sinh, bỏ lại cái đống khói lớn, gian nan leo dốc tới ký túc xá của mình. Vừa dừng xe lại, một tên bạn cùng tầng chạy ra, cười hì hì nói tiện quá đi cho mượn cái xe một chút nha ra ngoài mua ít đồ lưu duệ rất thoải mái ném chìa khóa cho hắn đây đi xa phải đủ xăng đó không còn nhiều đâu trong phòng có tới bốn cái máy vi tính màn hình 14 bốn in, inch nhưng thế là trang bị cao cấp lắm rồi ở cái trường này không có mấy phòng trang bị máy vi tính đầy đủ như phòng quán lưu duệ vừa vào phòng thấy người đang chơi game bên cạnh của tiếng tích tích của kiêu kỳ Ki, một người lên mạng đang tìm tin thú vị chỉ có một chủ đề có hơn hai ngàn lượt lít rồi đó chủ đề của cậu hot lắm lưu duệ lưu duệ mới nhìn qua rồi cười chủ đề đó tên là hình ảnh lưu đức qua thời trẻ thực ra là ảnh chụp rút tốt nghiệp cao trung của bọn họ đi cắm trại tiết dương dịch tay cầm cái dồi lợn dài đằng sau các cô gái làm nhũng cái bộ mặt ngưỡng mộ tiết dương dịch trước ống kính trông vô cùng bị ổi ở phía dưới vô số người trúng bẫy đòi xử lý chủ thớt. cũng có không ít nữ sinh thích thú xin tên tuổi và cách liên hệ chủ đề này hôm nay leo lên tận top 3 rồi đó lưu duệ bỏ cặp sách xuống thay dép nghĩ là hôm nay phải gọi điện cho tiết dương dịch bảo hắn nổi tiếng ở trường của mình rồi không có sợ không kiếm được vợ đâu nếu mà kể với tô sáng thì chắc là y cười tới chảy cả nước mắt luôn. Lưu Duệ ghé vào cái màn hình xem ké, thấy chủ đề thứ hai là bọn họ sẽ là tỷ phú trẻ nhất, hơi ngạc nhiên. Mới đăng hôm nay thôi mà đã leo lên top 2 sao? Ừ, tôi xem rồi, nói về người sáng lập Facebook ở Mỹ, làm ra cái trang web đó thời cao trung, bây giờ được yêu thích lắm, hình như là vừa quy động vốn thành công, được mấy trăm triệu đô đó. Một người là người Mỹ, được vào đại học Harvard, người kia hình như là Hoa Kiều, người ta mới lên đại học như chúng ta thôi, vậy mà tài sản đã có tới mấy trăm triệu đô rồi. Cùng mẹ nó, tôi mà có mấy trăm triệu tệ thôi cũng chẳng có thèm học cái trường này nữa đâu. Nhưng mà đó là chuyện ở Mỹ. Lưu Duệ chỉ định đọc lướt qua thôi, nhưng mà dần dần chậm lại, miệng lẩm bẩm hai chữ vô cùng quen thuộc: "Tu sáng sao?" Các bạn Vừa nghe xong tập 100 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.